Đấy. Thế cho nên là nó cái tại vì nó che kín vết thương nên nguy cơ nhiễm trùng rất là thấp. Thế cho nên là khi mà sau mổ mình ấy, bao giờ mình khuyên bệnh nhân là sau 2 ngày thì bắt đầu mình thay băng. Đấy thì bạn này thì đúng 2 hôm thì bạn ấy quay lại. Thực ra thì mình đã hướng dẫn tự thay băng thôi. Thế thì bạn này thì bạn ở nhà gần muốn đến tự một người bác sĩ hướng dẫn thay băng thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, khi mà tháo ra thì sẽ khá là đau, trông nó hơi tối quá. Chú bật cái đèn quay ra nhiều, bật cái đèn đây anh quay trở về và xem mình hướng dẫn tự bỏ thay. Đấy, nếu mà tháo ra nó đau chúng ta thấm ít nước vào rồi hoàn toàn nó sẽ hết đau. Đây, bạn thấy vết mổ sau khi mổ này nó hơi bị tím một chút. Đây, qua đây này. Đây bạn thấy cái bộ mà thay băng nhé, thì chúng ta chủ yếu là gói gạch cầu này, cái gạch vuông này sẽ gọn, mỗi lần một gói gạch cầu, còn một nửa gói gạch vuông cũng được. Đấy thì có nước muối và betadine. Trước hết thì chúng ta sẽ rửa bằng nước muối sinh lý cho nó ướt. Nó ướt thì nó sẽ vỡ, nó sẽ vỡ những cái máu tụ rồi những cái bẩn ấy. Đấy thì nó sẽ bị bung ra, kiểu như chúng ta trước khi mà chúng ta tắm thì chúng ta cũng phải ngâm trong nước đấy thì ghét nó mới ra được. Cái này nó cũng như thế. Cái chú ý là trước khi thay chúng ta phải đặt một cái gạc sạch vô trùng ở phía dưới này nhé. Đấy, cái đầu gạc đầu tiên chúng ta sẽ thấm nước ướt để cho nó chúng ta dễ lau những cái mảng bám ở đây. Đấy, chúng ta có thể chờ, chúng ta phải chờ 10 giây chúng ta sẽ lau nhẹ đi. Đấy. Lau nhẹ những cái bẩn đi. Thực ra sau mổ nó không có đâu, nhưng mà chúng ta nhất thiết chúng ta vẫn phải chà nhẹ cái tay một chút nhé để cho sạch cái vết thương. Đấy, chà quanh vết thương này, quanh vết thương trước tiên nhé. Đấy, cái sau chúng ta ra xung quanh cái vết thương. Đấy, cái khi đầu này đó đã loại là vết thương sau khi vừa mổ thì chỗ nào cũng phải sạch, ví dụ chỗ này có vi khuẩn thì nó sẽ lan ra đây. Đấy chứ là chúng ta phải vệ sinh sạch cả cái thân dương vật, cả cái cả xung quanh nữa. Tức là xung quanh chúng ta nên vệ sinh những lúc khác, đường ra chỉ vệ sinh như thế thôi. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ chà lại một lần nữa bằng cái betadine. Cái betadine thì bao giờ nó cũng sẽ hơi sót một chút. Nói chung là khuyến cáo là trước khi chúng ta thay băng thì chúng ta nên uống một viên giảm đau Parol trước đấy khoảng 30 phút. Bên đây chúng ta chỉ sát trùng xung quanh cái vết thương thôi. Đấy, đây là để hết cái thịt bẩn này. Hết thịt bẩn chúng ta sẽ vứt hết những cái này đi. Đấy, sang cái thịt sạch chúng ta cho một cái gạc khác vào. Đấy. Nếu mà cẩn thận lúc nào thì trà lại lần nữa, thời gian không còn tiếc lắm đâu. Đấy, hôm nay là ngày thứ hai thì bạn bắt đầu thay băng, thì từ ngày mai nhé, ngay từ ngày thứ ba ấy, thì cứ một ngày thay băng cho anh 2 lần nhé. Wow, lần buổi sáng lần buổi tối. Đấy, sáng trước khi đi làm, tối sau khi đi làm về em tắm xong nhé. Đấy, sau khi mà thay xong thì vệ sinh xong thì chúng ta phải thấm khô. Đấy, thấm khô đi chúng ta mới băng lại.
Đấy, chú ý là lưới thơm lúc nào cũng một là sạch, hai là khô nhé. Đấy, những cái động tác này thực ra thì nó rất đơn giản thôi, hoàn toàn bệnh nhân của anh 100% là tự thay băng ở nhà được. Đấy, các bạn thấy vết thương vết mổ rất là đẹp, rất cân đối. Đấy, sau đó thì chúng ta bạn thấy gấp cái gạc này làm ba này. Nếu mà ở nhà không làm gì, em lót gạc này nằm được, em đắp một cái gạc nữa lên trên cho nó đỡ bụi. Nếu mà nhà không bụi thì không cần đắp.